Sáng ngày 23 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang xác minh vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 22 tháng 9, một người đàn ông điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho đi thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Khi đến điểm dừng đèn tín hiệu giao thông thuộc địa bàn thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo thì bất ngờ bị xe máy của một nam thanh niên va chạm gây chảy xước. Vụ va chạm đã được trình báo đến phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang. Có mặt hiện trường, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, đưa hai người và phương tiện đến trung tâm y tế huyện Trợ Gạo để đo nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,54mg trên một lít khí thở. Cũng tại đây, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe ô tô là PVL, đội trưởng của đội cảnh sát giao thông công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.